Biết tỏ cùng ai? Tác giả Quỳnh Giao. Một ngày lại trôi qua, suốt đêm không ngủ khiến Nhược Trần có vẻ mệt mỏi. Chàng chỉ thiếp đi một chút lúc gần sáng, lúc bầu trời phương đông đã có một màu trắng sữa. Thiếp đi với trái tim buồn phiền, âu lo, và thức giấc nhìn vào đồng hồ, Trần đã thấy hơn 7 giờ. Không hiểu giờ này Vi đã thức chưa? Người đầu tiên chàng nghĩ đến trong ngày là Vi. Vi em là niềm vui, là nghĩa sống của em, anh. Vi em, đừng hờn anh em nhé. Bên ngoài chợt có tiếng gõ dồn dập. Nhược Trần chưa kịp thay áo thì bà Lý đã đẩy cửa bước vào. Cậu ba ơi, cô Vi bỏ đi rồi. Nhược Trần giật mình, cô ấy đi làm sớm thế cơ à? Dạ không phải, cô Vi đi luôn. Bà Lý vội vã đáp, cô ấy mang theo tất cả đồ đạc, chỉ có mấy chiếc áo của cậu và ông chủ cho là để lại thôi. Chúng tôi cũng không biết cô Vi đi từ bao giờ, ông Triệu cũng không hay gì cả. Nhược Trần bàng hoàng, chàng đẩy vội bà Lý qua một bên và chạy sang phòng Vi. Cửa rộng mở, dù biết Vi đã bỏ đi rồi, Trần vẫn lên tiếng gọi. Vũ Vi ơi, Vũ Vi! Căn phòng yên lặng, chăn nệm trên giường xếp thẳng, bình thản, vô tội vạ. Trần bước đến bàn, có bức thư dưới một quyển sách. Bức thư gửi lại cho chàng. Kính gửi ông Định Nhược Trần. Trần vội vàng ngồi xuống mép giường mở thư. Anh Trần, tôi đi rồi. Vì sau cuộc cãi vã hôm qua, tôi biết rằng vườn mưa gió này chẳng còn chỗ đứng cho tôi nữa. Bắt đầu từ hôm nghe đọc di chúc cha anh để lại, bắt đầu từ lúc Nghiễm Nhiên thành chủ nhân khu vườn mưa gió, thì đời tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút vào mưa gió. Nhưng với sự tự cao sẵn có, tôi đã không chịu cúi đầu khuất phục. Tôi vẫn đứng vững, mặc cho những lời dèm pha bỉ ổi, vì những lời đó xuất phát từ cửa miệng của những người không đáng để tôi quan tâm. Nhưng với anh thì khác. Có lẽ, anh đã không nhớ những gì anh đã nói với tôi đêm qua, vì con người trong khi cãi vã, trong lúc nóng giận, nói những câu khó nghe, thì khi bình tĩnh trở lại, làm gì nhớ mình đã nói gì, phải không? Chỉ có anh thôi, mà chắc tôi cũng vậy. Có điều, từ ngôn ngữ hôm qua của anh, tôi đã hân hạnh nhìn rõ những nghi ngờ trong tiềm thức của anh. Đã nghi ngờ di sản của ông bố anh để lại cho tôi. Anh cũng cho tôi thấy, anh đã đánh giá con người tôi thế nào. Hạ cấp, lãng mạn, và còn đi xa hơn. Nụ hôn hôm nào tôi đã dành cho anh, chẳng qua là vì tôi tưởng anh sắp hưởng gia tài. Anh Trần, thôi thì đời chẳng hiểu ta, thì ta chịu vậy. Lúc xưa tôi đã lầm, tưởng rằng mình đã tìm được người tri âm, nên giờ mới vỡ mộng. Tôi không còn đủ can đảm để sống ở vườn mưa gió này nữa. Tôi phải đi, và coi chuyện ngày nào như cơn mộng dữ, cũng như mong anh xem tôi như chiếc bóng mờ trong giấc mơ nào thôi. Bây giờ tôi mới thấy, tìm được một tri kỷ trên đời thật khó. 23 tuổi, 23 năm lặn hụt trong đời, đã tưởng mình sắp tìm gặp, không ngờ sự thật quá tàn nhẫn. Anh là con người phiêu lãng, thì bóng hình tôi trong anh chỉ là một thứ cát nhỏ trong sa mạc. Tôi đã lầm, tôi đóng kịch dở quá. Nên bây giờ phải là lúc tôi lặng lẽ rời sân khấu để âm thầm kiểm điểm và ăn năn với chính mình. Giấy tờ, nhà, cửa, đất đai, tôi đều để trong ngăn tủ. Cha anh tuy nói là không có quyền chuyển nhượng hay tặng giữ, nhưng tôi nghĩ bất cứ một luật pháp nào cũng có chỗ sơ suất của nó. Anh hãy đến tìm luật sư Mậu, tìm thử xem có cách nào để sang tên lại cho anh không. Bây giờ tôi nghĩ là tôi không còn nợ anh gì nữa rồi. Anh có trách nhiệm nặng nề của cha anh để lại. Tôi xin nguyện cầu cho anh, mong anh sớm hoàn thành mộng ước của cha anh. Tôi cũng cầu chúc cho anh sớm tìm được người đàn bà lý tưởng. Có điều tôi khuyên anh, khi nào tìm được người yêu thì đừng bao giờ làm họ khổ sở một cách quá đáng. Nên nhớ rằng trái tim người đàn bà là vật mong manh và yếu đuối nhất trên đời. Dễ vỡ nhưng khó vá lành lại lắm anh à. Xin tạm biệt anh, đừng đi tìm tôi mất công. Chúc anh gặp nhiều may mắn. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7, Vũ Vi. Nhược Trần đọc xong thư là trở về phòng thay áo ngay. Chàng gọi ông Triệu đánh xe sẵn chờ chàng. Vừa phóng vào xe, Trần đã hối. Đến bệnh viện, nhanh lên! Xe chạy như bay về phía bệnh viện. Nhược Trần giữ chặt bức thư trong tay, mồ hôi vã như tắm trên lưng. Vũ Vi, đừng bỏ đi em. Đừng giận anh, cũng đừng bỏ anh. Anh hối hận rồi, anh xin lỗi em. Anh năn nỉ mà. Bây giờ em muốn gì cũng được hết. Anh sẵn sàng chịu hết mọi hình phạt vì em. Anh cần em.
Xe vừa ngừng trước cửa bệnh viện là Trần phóng ngay vào, giữ cô y tá đầu tiên chàng gặp lại. Cô làm ơn cho biết Vũ Vi ở đâu? Vũ Vi? Cô y tá ngạc nhiên. Tên một bệnh nhân phải không? Không phải, một y tá. Tôi không biết. Cô y tá trẻ tuổi lắc đầu. Anh đến gặp bà y tá trưởng xem, ở đây có hơn 100 y tá lận. Nhược Trần quên cả cảm ơn, chạy nhanh lên phòng bà y tá trưởng. Xin bà cho biết, cô Vi hiện phục vụ phòng nào? Giang Vũ Vi phải không? Vị y tá trưởng tuổi 30 ngoài đắn đo nhìn Trần. Ông tìm cô ấy có chuyện chi? Những giọt mồ hôi hiện ra trên trán Trần. Dạ, có chuyện cần lắm, bà làm ơn cho gặp. Nhưng hôm nay cô ấy nghỉ. Nhược Trần thất vọng. Thế bà có địa chỉ cô ấy ở đây không? Sự hớt hải của Trần làm cho bà y tá trưởng cảm động. Bà gật đầu. Thôi được, để tôi tìm xem. Vào trong một lúc, bà mang ra địa chỉ và số điện thoại của Vũ Vi. Trần càng thất vọng hơn nữa. Đấy là địa chỉ của vườn mưa gió. Bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Trần nói, bà y tá mở to mắt. Thế hả? Vậy thì đành chịu vậy. Với mấy cô y tá đặc biệt và y tá đặc biệt, họ khác nhau ở chỗ đó. Công việc họ không nhất định, cũng như không phải lúc nào họ cũng ở bệnh viện cả. Trần nuôi hy vọng. Nhưng cô Vũ Vi này phục vụ ở đây lâu năm rồi mà. Vâng, nhưng mới hơn nửa năm nay, cô ấy chăm sóc cho một số bệnh nhân lớn tuổi nên không có đến bệnh viện nữa. Nhược Trần bối rối. Thế trước kia, địa chỉ của cô ta ở đâu? Cư xá, y tá à? Vâng, nhưng cũng không phải cư xá chính thức. Cô ấy và vài người bạn mướn một căn phòng nhỏ ở gần đây. Đó là cư xá X. Ông có thể đến đó hỏi thăm xem. Dạ, cảm ơn. Nhược Trần hấp tấp đứng dậy cáo từ. Trần làm sao biết được, khi chàng vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, thì Vũ Vi cũng từ trong một gian phòng nhỏ gần đấy bước ra. Cảm ơn chị đã giúp em. Vi nói sau tiếng thở dài buồn, bà y tá lớn tuổi kéo nàng ngồi xuống. Làm sao cô phải lánh mặt ông ấy thế? Thấy ông ta rối rắm mà tội. Chuyện tình phải không? Vũ Vi lắc đầu. Thôi, chị đừng hỏi em nữa. Em không muốn ai nhắc đến hắn hết. Bà y tá trưởng cười. Nhưng Vi vẫn còn yêu ông ta, phải không? Vũ Vi ngạc nhiên. Tại sao chị biết tôi yêu hắn? Nếu không yêu thì em đã không phải khổ sở như vậy. Bà y tá trưởng vỗ nhẹ vai Vi. Đừng giấu tôi, Vi à. Dù sao, tôi cũng hơn Vi trên 10 tuổi, nên rất hiểu chuyện. Vi đừng ngại gì cả. Có gì cứ nói tôi nghe. Nếu có thể, tôi sẽ giúp cho. Vũ Vi bàng hoàng. Hình ảnh Nhược Trần như hiện ra trước mắt nàng, ánh mắt van xin, buồn bã và giọng nói đêm nào. Không hiểu sao đầu em hôm nay lại đau quá. Thôi, em xin phép nghỉ hôm nay vậy. Bà y tá trưởng lo lắng. Kiếm phòng có chưa? Dạ xong rồi, em vẫn tiếp tục ở phòng số 304 biệt thự X, ở đây giá phòng hạ. Có gì chị gọi dây nói cho em nhé. Được rồi, em cứ về nghỉ đi. Vũ Vi trở về nhà. Đây tuy mang tiếng là biệt thự, nhưng chẳng qua chỉ là quán trọ dành cho những thiếu nữ độc thân. Hầu hết những người ở trọ nơi đây là y tá, nên nó còn được gọi là cư xá y tá. Vào tới phòng riêng là Vi ngã ngay lên giường. Gương mặt ngơ ngác của Trần lại hiện ra. Vi thở dài, vùi đầu vào gối tìm giấc ngủ. 3 ngày sau, Vũ Vi trở về tiếp tục công việc. Không những làm ban ngày không, nàng còn trực cả đêm. Bên biết bao nhiêu người bệnh đau khổ, có người vừa tự tử, đụng xe, bệnh ung thư hay vừa mới mổ. Vi nhẫn nại công việc, cố lãng quên bóng người qua, nhưng không làm sao quên được. Bà y tá trưởng ngày nào gặp nàng cũng nhắc, Vũ Vi ơi, anh chàng ấy lại đến hỏi em có đến làm nữa không đó? Tại sao chàng lại lì thế? Tại sao Trần cứ đến tìm ta thế kia? Vi càng lúc càng thấy lòng mềm đi một tí. Một tuần sau, đến cả vị y tá trưởng cũng không chịu được, đến tìm Vi nói, hắn lại đến, không lẽ em cứ giấu mãi địa chỉ sao? Vi cứng rắn. Vâng. Tại sao em lại hờn lâu thế? Vị y tá trưởng nhìn Vi tò mò. Tôi thấy hắn cũng không đến nỗi nào, kiên nhẫn đến độ tội nghiệp. Hắn lúc này có vẻ hốc hác hơn trước nhiều đấy nhé. Vũ Vi nghe lòng chợt đau, nàng muốn gọi taxi trở về vườn mưa gió ngay, nhưng rồi Vi nghĩ đến cuộc xô xát buổi tối hôm ấy, Vi lại xót xa. Chàng đã quá xem thường ta, ngỡ ta như bao nhiêu người con gái vì tiền khác. Đó là một chuyện không thể tha thứ được. Không, ta không thể trở lại vườn mưa gió. Chuyện cũ đã qua rồi, Trần và vườn mưa gió chỉ nên xem như một chứng tích ngày nào thôi.
Thế là trong mấy ngày liền, Vi tìm vui, đến cuộc vui bên cạnh bác sĩ Ngô phòng quan tuyến. Họ đi dùng cơm, khiêu vũ, dạ hội. Đến đổi người trong bệnh viện ai cũng nghĩ là họ sẽ kết đôi. Chỉ có Vũ Vi là biết rõ lòng mình. Càng đi chơi, nàng càng thấy cô đơn hơn. Vì tim nàng hình bóng đang ngự trị là ngược trệt nhược trần, chứ không phải vị y sĩ phòng quan tuyến. Một hôm, bà y tá trưởng đột nhiên đưa cho nàng xem một tờ báo, nơi một rao vặt có hàng chữ to. Vi, em không thể tha thứ cho anh được sao? Anh làm sao để chứng minh sự hối hận thật sự của anh cho em thấy? Xin em để anh gặp một lần. Anh van em. Trần. Bà y tá trưởng nhìn Vi. Có phải tìm em không Vi? Vũ Vi im lặng, nắm chặt tờ báo. Ta có nên tha thứ cho chàng không? Những tư tưởng mâu thuẫn quay cuồng trong óc. Khi trở về nhà trọ, Vi mới nhớ hôm nay nàng có hẹn với bác sĩ phòng quan tuyến. Ngồi vào bàn trang điểm mà Vi cứ nghĩ đến lời rao vặt trên báo. Chàng đã hối hận, ta có nên tha thứ cho chàng chăng? Máy điện thoại nằm trên như chờ đợi. Vi đứng dậy như chiếc máy. Hay là ta cứ điện thoại cho chàng, giả vờ hỏi thăm tình hình ở vườn mưa gió? Từng con số chạy vòng theo ngón tay. Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo. Bác sĩ Ngô đã đến. Vi đặt ống nghe xuống, thở dài. Có lẽ định mệnh không muốn ta gặp chàng. Vi bước tới cửa. Xin anh vào. Chưa dứt câu, Vi bỏ lửng. Vì kẻ xuất hiện trước mắt không phải là bác sĩ Ngô mà là Nhược Trần. Sự xuất hiện bất ngờ của Nhược Trần khiến Vi ngơ ngác. Nàng không biết phải làm gì tiếp sau. Tôi có thể vào được chứ? Vi đứng nép qua một bên. Không khí trong phòng như lắng xuống. Trần ốm đi thật nhiều, đôi má hóp, mắt sâu trông rất tiều tụy. Mái tóc rối bù nhưng giọng vẫn còn trầm. Giận anh lắm sao Vi? Giận anh đến độ không cho thấy mặt, không cho anh cả cơ hội để bày tỏ sự hối hận sao Vi? Giọng chàng đều và ấm, ngập đầy ăn năn, khiến Vi trong phút mềm lòng đã chảy nước mắt. Trần bước tới, bàn tay đầy nghị lực đặt lên má nàng, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán. Em biết mấy ngày qua anh đã sống ra sao không? Anh gần như bỏ tất cả để lăn xả đến tất cả các bệnh viện ở thành phố Đài Bắc, tất cả các cư xá trong đô thành. Anh cũng đến tìm hai cậu em của anh, của em. Nhưng chúng giấu kín, không chịu tiết lộ một chút nào về địa chỉ của em cả. Anh cô độc khôn cùng, nhưng vẫn không thối chí, và sau cùng cũng làm cảm động được bà y tá trưởng ở bệnh viện. Em ác lắm. Ở gần đây thôi mà khiến anh lội gần chết. Thì ra, bà y tá trưởng đã tiết lộ địa chỉ. Vũ Vi yên lặng với đôi mắt nhòa lệ. Nàng để mặt chàng vuốt ve. Vũ Vi, tha cho anh em nhé. Vũ Vi chưa trả lời, Trần đã siết nàng vào lòng. Vi như tan biến trong lòng đại dương, nàng ngẩng đầu lên sẵn sàng đón nhận nụ hôn của Trần. Giữa lúc đó, đột ngột có tiếng động ở cửa, bác sĩ Ngô và đóa hoa hồng trên tay bước vào. Xong chưa Vi? Vũ Vi vội vã đẩy Trần ra, mặt đỏ gắt vì thẹn. Bác sĩ Ngô cũng ngỡ ngàng không kém. Ông hỏi, đây là... Mặt Trần tái hẳn lại, chàng gằn giọng. Chắc ông đây là bác sĩ Ngô phải không? Câu hỏi có vẻ sắc sược của Trần khiến Vi thấy tự ái, và hình ảnh đêm nào ở vườn mưa gió lại hiện ra trước mắt nàng. Không đợi bác sĩ Ngô lên tiếng, Vũ Vi bước đến cạnh ông, hất hàm về phía Trần. Vâng, đúng là bác sĩ đây. Rồi sao? Nhược Trần trừng mắt nhìn hai người trước mặt. À, thì ra thế này cô chẳng về vườn mưa gió. Và không đợi ai lên tiếng, Trần bước nhanh ra, đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn khiến tim Vi như vỡ tan. Nàng ngã xuống ghế, rã rời. Chỉ có bác sĩ Ngô là đứng ngỡ ngàng với những đột biến quá nhanh. Nhược Trần có cảm giác như cơ thể bị xé nát từng mảnh. Trở về vườn mưa gió với biết bao nhiêu bàng hoàng, đau khổ, chua xót và mệt mỏi. Chàng ngồi phịch xuống ghế với ly rượu, với những điếu thuốc tiếp nối và cả một khối óc mù sương. Cậu ba vẫn chưa tìm thấy Vi à? Bà Lý rụt rè bước tới hỏi. Nhược Trần quay phắt lại. Từ rầy sắp đến. Đừng nhắc đến cô ta ở đây nữa, tôi không thích nghe. Sao thế? Bà Lý biết tánh Trần. Thương hại, không lẽ cậu tìm thấy cô Vi rồi sao? Nhược Trần cắn môi, mắt tóe lửa. Tìm được rồi có sao không? Cô ta đã có tình nhân rồi, cái thằng bác sĩ gì đó. Không lẽ tôi phải mời cả hai về đây sao? Cô Vi có bạn rồi. Bà Lý nhìn Trần không tin. Làm gì có chuyện đó? Sao lại không?
Chính mắt tôi trông thấy đây mà. Bà Lý vẫn lắc đầu. Tôi không tin, vì tôi biết cô Vi chỉ thương có một mình cậu thôi. Người ta thương cậu, mà cậu cứ làm người ta buồn hoài, thì làm sao sống? Nhược Trần bối rối. Làm sao bà biết cô ấy chỉ yêu có một mình tôi? Không lẽ cô ấy dám nói thẳng với bà điều đó sao? Cô Vi không nói thẳng với tôi, nhưng tôi biết. Không phải chỉ có tôi thôi, mà ai cũng thấy cả. Ngay cả ông chủ còn sống, ông chủ cũng... Nhược Trần ngồi bật dậy. Cha tôi cũng biết. Thế ông đã nói gì với bà? Trước ngày qua đời không bao lâu, ông chủ có hỏi tôi. Bà Lý, bà thấy cô Vi đối với thằng Trần thế nào? Tôi nói cũng tốt lắm. Thì ông cười bảo, chúng xứng với nhau lắm phải không? Chỉ tiếc là tánh thằng Trần bay nhảy quá, sợ sau này Vũ Vi khổ thì tội. Sau đó ông chủ còn tiếp. Nhưng không sao đâu, Vũ Vi không phải tay vừa, thế nào cũng làm cho Nhược Trần thấm đòn cho xem. Đấy, cậu thấy không? Ngay cả ông chủ cũng nhìn ra chuyện đó. Vì vậy, lúc Di chúc vườn mưa gió này lại cho cô Vi, chúng tôi không lạ, vì biết rằng để miếng đất vườn này lại cho cậu, thì sẽ bị hai cậu lớn giành giật lôi thôi. Để cho cô Vi, chẳng là để cho cậu một thứ sao? Nhược Trần bàng hoàng, chàng như kẻ vừa tỉnh, cơn mộng. Chuyện đơn giản thế, mà ngay cả bà Lý còn phân tách ra. Thế mà ta, tại sao ta lại ngu muội như vậy? Cha ta tài thật, tất cả đã sắp xếp xong xuôi chỉ vì ta. Thế mà ta lại dám nghi ngờ sự trong sạch của nàng. Ta đã tàn nhẫn xem thường nhân cách Vi, lỗi tại ta cả. Nhược Trần ôm đầu, Vi ngã vào vòng tay tên bác sĩ họ Ngô cũng tại ta. Nhưng họ đã có sự liên hệ gì chưa? Trần bối rối, chàng nhớ lại đoạn thư của cha. Cha đã cho người theo dõi kỹ Vũ Vi, tên bác sĩ Ngô hình như đã tiến xa. Nếu con muốn đoạt Vi trong tay hắn, cha không phản đối, có điều phải nhẫn nại nhiều lắm, vì bác sĩ Ngô đã đi trước con khá lâu. Nếu không có đoạn thư này, chắc Trần đã không đẩy Vi vào ngõ hẹp. Nhưng tình yêu thường đồng nghĩa với sự ích kỷ. Trần làm sao chịu được chuyện Vi bắt cá hai tay? Vả lại, cha đã cảnh cáo trước, có tính cách tình địch, phải đề cao cảnh giác là chuyện thường. Có điều, Trần đã vụng về quá, làm đổ vỡ tất cả, đẩy Vi vào vòng tay tên bác sĩ Ngô. Trần giận dữ, máu ghen bốc lên mặt, nhưng ta cho nàng không trong sạch, thế còn ta có nên người không? Nhược Trần hút thuốc lu bù, trước mắt chàng bây giờ chỉ có đám sa mù đen, đời ta tối tăm quá, tên bác sĩ dù sao cũng sáng giá hơn. Tim Trần thắt lại, từng giọt máu buồn chảy dài khắp tạng phủ. Ta đã từng yêu, yêu điên cuồng một cát hà, để độ bỏ đi hoang hơn 4 năm. Thế mà không hiểu sao lần này ta lại khổ sở thế này. Nhược Trần tiếp tục ngồi yên với điếu thuốc, mãi đến lúc có tiếng chuông cửa reo và tiếng xe chạy vào chàng mới bừng tỉnh. Người bước vào là luật sư Mậu. À, cậu Trần, cậu làm gì mà mấy hôm nay không đến hãng? Ông quản lý đợi cậu mãi mà không thấy tới. Trần nhớ sực đến công việc phải làm. Mấy ngày nay, trái tim Trần không hiểu đi đâu mất. Bây giờ ông Mậu nhắc đến, chàng mới nhớ. Phải rồi, ngoài Vi ra ta còn biết bao nhiêu công việc chờ đợi. Hãng nếu chẳng đứng được, cha ta làm sao nhắm mắt dưới suối vàng? Nhược Trần đứng dậy, thở ra. Chàng hỏi ông Mậu. Bác dùng rượu nhé. Vâng, Nhược Trần rót rượu cho ông Mậu, rồi thêm đá. Nhìn vẻ uể oải của Trần, ông Mậu hỏi. Cậu có chuyện buồn à? Nhược Trần yên lặng, rít thuốc. Luật sư Mậu cười nhẹ. Có phải vì cô Vi không? Nhược Trần ngạc nhiên quay lại. Sao bác biết? Ông Mậu tránh mắt Trần. Ban nãy cô Vi có đến tìm tôi. Để làm gì thế? Nhược Trần lo lắng. Có phải chăng vì chuyện hôn nhân với tên bác sĩ Ngô? Nhược Trần hồi hộp. Nhưng lấy nhau đâu có cần luật sư. Cô ấy đến tìm tôi, hỏi xem có cách nào sang tên vườn mưa gió cho cậu không? Nhược Trần đứng bật dậy. Cha tôi đã có ý tặng cho cô ấy, thì cô ấy giữ, chứ sang tên lại cho tôi làm gì? Người phải đi khỏi đây là tôi, chứ đâu phải cô ta, tài sản của Vi rồi mà. Luật sư Mậu vội can. Cậu đừng nóng. Tôi cũng đã cố gắng hết sức giải thích cho cô Vi hiểu là cha cậu có dặn không chuyển nhượng hay tặng giữ cho người khác, nên tôi không thể làm gì được hết. Nhưng cô ta vẫn không nghe. Cậu Trần, cậu đã nói gì mà cô ấy có vẻ buồn quá như vậy? Vi có nói với tôi là việc cha cậu tặng nhà cho cô ấy chỉ khiến cho nhiều người hiểu lầm và đánh giá trị nhân cách cô ấy. Cậu Trần,
tôi biết rõ tánh cô Vi lắm. Nếu không phải cậu mà là người khác thì chắc cô ấy không giận thế đâu. Cậu biết tại sao không? Vì cô ấy yêu cậu. Nhật Trần bàng hoàng. Đây là lần thứ nhì Trần nghe đến ba tiếng đó. Sao bác biết? Chỉ có những người con gái đang yêu mới hay hờn thôi cậu Trần. Tại cậu là người trong cuộc nên cậu không nhìn thấy thôi. Luật sư Mậu đặt ly rượu xuống. Nhưng dù thế nào thì chuyện hãng cũng rất quan trọng. Cậu đừng vì lý do gì mà bỏ bê để cha cậu buồn dưới suối. Thôi bây giờ tôi đi. Cậu cứ suy nghĩ đi kỹ đi nhé. Luật sư Mậu đã đi. Trần vẫn còn ngỡ ngàng. Màn đêm buông xuống từ lâu. Pho tượng dưới ánh trăng như một nữ thần cô đơn. Trần bước tới cạnh cửa với nỗi buồn cấu xé. Suốt một đêm không ngủ, mí mắt cay nhòa, tình yêu, sự nghiệp, tương lai. Sau cùng, Trần quyết định. Vì, khi em nhận được thư này thì tôi đã rời khỏi vườn mưa gió. Tôi nghĩ chỉ có cách đó em mới hài lòng trở về. Vườn mưa gió không thể vô chủ được, tôi mong là em sẽ không để nó hoang tàn. Bức tượng thần tình yêu vẫn đứng vững trong vườn chờ đợi em. Vì trách nhiệm nặng nề của cha để lại, không thể bỏ bê, nên sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã hiểu trách nhiệm và bổn phận mình. Tôi cũng biết, với con người hư đốn hiện tại của tôi không xứng đáng với em. Vì vậy, phải có một cái gì thì em mới trở lại. Vũ Vi, vị thần hộ mệnh của tôi, xin hãy vì tôi cũng như vì cha tôi mà dành cho tôi một cơ hội, mà trong đó tôi có thể hãnh diện trước. Trước Vi để nói, tôi yêu em. Có thể Vi sẽ cười khi nghe tôi nói thế, vì biết đâu Vi chẳng là của người khác rồi. Nhưng với tôi, đó là sự thật. Một sự thật mà tôi không biết phải làm thế nào hơn để tỏ bày. Nếu Vi quả đã có hình bóng khác rồi, thì tôi sẽ lặng lẽ rút lui, lặng lẽ trở về gác hẹp của đời mình để cầu chúc hạnh phúc cho em. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng chờ đợi ngày cánh chim ngày nào trở về. Không biết ngày đó có thật không hả Vi? Bây giờ thì tôi rất bình thản. Tôi đã biết rõ mình, biết rõ ràng mình có một quá khứ ghê tởm. Do đó tôi sẽ cố gắng gội rửa, cố gắng khôi phục lại sự nghiệp của cha tôi, để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng tôi vẫn hy vọng, không biết đến lúc đó Vi có còn chờ đợi tôi không? Vườn mưa gió là di sản yêu quý nhất của cha tôi đã tặng cho Vi. Đó là quyết định hợp lý của người, chỉ có Vi mới xứng đáng thừa hưởng. Bây giờ tôi đi. Nhưng mong rằng một ngày đó, tôi sẽ trở lại. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ xứng đáng hơn. Chỉ mong rằng Vi cũng còn không. Và nếu chẳng may vườn mưa gió bấy giờ có ông chủ của nó rồi, thì tôi sẽ bỏ đi, lại tiếp tục cuộc sống lang bạc của mình. Nói gì thì cũng không bày tỏ được hết niềm riêng. Bây giờ vườn mưa gió đã không còn mưa gió, mà chỉ có nắng và mặt trời đang ló dạng ở chân trời. Trời chưa xanh mà tình đã vỡ, lòng trăm mối tơ đợi ngày gỡ. Một ngày nào đó biết đâu hai câu thơ kia sẽ chẳng đổi thành. Trời chưa xanh nên tình chưa hết, lòng đã cùng thì duyên sẽ nên, phải không Vi? Lúc nào cũng chờ đợi em. Nhược Trần. Viết xong thư, Trần sắp xếp áo quần vào túi xách nhỏ, rồi mang xuống lầu. Bà Lý đang quét dọn, nhìn lên. Cậu ba đi chơi xa à? Không phải, tôi dọn đi. Sao vậy? Bà Lý ngạc nhiên. Nhược Trần đưa phong thư cho bà. Bác đưa giùm cho ông Triệu, bảo ông ấy đánh xe, mang đến địa chỉ này cho cô Vi, để cô ấy dọn về. Nhưng mà... Bà Lý ngơ ngác. Cô Vi dọn về, thì cậu đâu cần phải dọn đi. Tôi không phải đi luôn. Một ngày nào đó, tôi sẽ trở về. Nhược Trần xác định, xong không đợi bà Lý hỏi thêm, chàng bỏ ra cửa. Nửa giờ sau, bức thư Trần đến tay Vi. Đọc xong thư, Vi bàng hoàng, nàng lắp bắp với ông Triệu đang đứng chờ. Ông về đi, tôi chưa định về đâu. Nhưng mà, ông Triệu cung kính, cậu ba đã dặn tôi rước cô về nhà. Vi thở dài, ông đừng ngại, tôi sẽ về, nhưng không phải ngay bây giờ, hãy để tôi tính lại thời gian. Ông Triệu khó xử. Nhưng cậu ba đi rồi, bây giờ cô không về thì... Ông cứ yên tâm, tôi sẽ điện thoại thường xuyên về nhà. Rồi như sực nhớ điều gì, Vi chạy đến học tủ, lấy ra một gói giấy. Ông làm ơn mang cái này về cho bà Lý, để bà ấy chi phí trong nhà. Ông Triệu lắc đầu.
Thôi không cần cô à, chúng tôi chịu được rồi. Đừng cãi tôi mà. Vì nhét đại tiền vào tay ông Triệu. Vừa mưa gió là của tôi, phải không? Vậy thì ông cứ mang về. Theo di chúc của ông chủ, thì đúng ra mấy ông còn được hưởng tiền thưởng 200.000 nữa. Chúng tôi còn chưa có, đâu dám để ông và vợ chồng ông Lý thiệt thòi thêm. Ông Triệu bất đắc dĩ phải nhận tiền. Thôi được rồi, nhưng dù sao chúng tôi cũng mong cô về sớm. Vũ Vi cười. Ông cứ yên tâm. À, còn một điều nữa. Dạ, thưa chi. Đừng để vườn đầy, có ông nhé. Vâng, cô yên tâm. Chúng tôi cố gắng chăm sóc để đón cô về nữa chứ. Ông Triệu đi rồi, Vi lại ngồi xuống đọc thư. Những dòng chữ thấm thiết nhảy múa trước mặt. Nàng vuốt ve trang giấy với bao niềm vui rộn rã trong tim. Có tiếng chuông cửa reo. Vi giật mình quay lại. Bác sĩ Ngô vui vẻ với bó hoa hồng trên tay bước vào. Tôi mang hồng đến cho Vi đây. Tối qua Vi đến luật sư khiến tôi lo quá. Hôm nay định mục đi chứ. Mình đi đâu nào? Ông bác sĩ Lý cứ chọc mãi. Ông ấy hỏi bao giờ mời ông ấy ăn cưới. Vi trả lời giùm đi. Trả lời à? Không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta không thể lấy nhau được. Cái gì? Vi nói gì lạ thế? Bác sĩ Ngô bối rối. Vi bước tới với nụ cười trên môi. Vâng, xin lỗi bác sĩ. Tôi biết bác sĩ là người tốt, nhưng tôi không thể làm vợ bác sĩ được. Chuyện tình cảm của chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở đây. Nhưng mà... Vũ Vi bước tới bên cửa. Bây giờ tôi có chuyện phải đi gấp. Bác sĩ có ra, xin khép cửa lại hộ. Nàng chào bác sĩ Ngô lần nữa, rồi như kẻ mộng du đi ra khỏi nhà, để ông Ngô ngơ ngác với bó hoa hồng ở lại bên trong. Mấy tháng trôi qua, rồi mùa thu lặng lẽ đến. Không gian mát lạnh với những cơn gió nhẹ, nắng đầy nỗi xao xuyến, trời cao và trong xanh. Mùa thu ở Đài Loan là thềm hoa không tàn, lá không rụng, nhưng không gian lại ngập đầy sự yên tĩnh, trữ tình. Nhược Trần gác chiếc ghế bố trong văn phòng. Chàng đã sống ở đây hơn 3 tháng. Suốt 3 tháng đó, Trần đã làm được rất nhiều công việc, kiểm kê kho hàng, phân tích trái phiếu và tín dụng, cũng như gửi thêm một số mẫu hàng cho thị trường quốc ngoại và quốc nội. Công việc tiến triển thuận lợi, và Trần khám phá ra điều lạ. Tuy cha chàng mang nợ khá nhiều, nhưng uy tín trên thương trường vẫn còn khá vững. Với giới thương mại, tín dụng nhiều khi là vốn. Vì vậy, sau 3 tháng cố gắng, Trần đã nhận nhiều thành quả khá khích lệ. Những đơn đặt hàng tới tấp và kho hàng ứ động ngày nào của hãng cũng vơi bớt nhiều. Bây giờ là mùa thu, những đơn đặt hàng từ nước ngoài lại đến. Ông quản lý mệt bở hơi tai, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Thật không ngờ cậu lại hay thế. Nếu thương vụ mà kéo dài như vậy mãi, thì tôi chắc chỉ trong vòng mấy tháng, chúng ta có thể chuộc lại cơ xưởng, và khoảng 2 năm là sẽ hết nợ ngay. Nhưng Nhược Trần không hài lòng. 2 năm lâu quá. Kế hoạch của tôi là chỉ 1 năm thôi. Tôi không hiểu tại sao hãng chúng ta chỉ chú trọng đến ngoại thương. Bây giờ mức sống của dân trong xứ cũng khá cao rồi. Việc may sắm đâu thua kém gì ngoại quốc nữa. Tại sao chúng ta không khai thác thị trường quốc nội chứ? Và Nhược Trần bắt tay vào việc. Chàng cho đặt lại đại lý tại các thành phố nhỏ. Công việc của Trần bận rộn đến độ chiếc scooter không còn đáp ứng được nhu cầu của chàng nữa, nên ông Triệu được trưng dụng đến nhà máy. Từ ông Triệu, Trần biết Vũ Vi vẫn chưa hề về vườn mưa gió, nhưng mỗi tháng nàng đều có gửi tiền về để chi phí cho vườn. Trước bản tính ương ngạnh và cố chấp của Vi, Trần chỉ biết thở dài và tiếp tục tìm lãng quên trong công việc. Và như thế, tháng 10 đến, thị trường trong nước đã mở rộng, đơn đặt hàng lần lượt đổ về. Nhược Trần lại vẽ thêm mấy kiểu hoa vải lục, vừa tung ra thị trường đã được đón nhận nồng nhiệt ngay. Đến tháng 11, chỉ số thu của hãng đã vượt quá số chi mấy lần. Như vậy là Trần đã vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo. Nhiều người sẵn sàng bỏ thêm tiền để tài trợ cho công ty định khắc nghị, nhưng bây giờ Trần không cần mượn thêm nữa. Tháng 12, ngay giữa khu phố sầm uất phía tây chợ, một biển quảng cáo huy hoàng về sản phẩm của công ty định khắc nghị đã được mọc lên, tiếp đó là trên báo chí, truyền thanh, truyền hình. Nhược Trần rất hiểu tâm lý người mua, chàng không thể tiện tặng về chuyện quảng cáo. Quả nhiên, hàng hóa của chàng càng lúc càng bán chạy. Trần cũng vì thế mà mệt phờ. Một hôm, ông quản lý đưa ý kiến. Trong kho chúng ta còn quá nhiều quần áo may sẵn, nhưng đã lỗi thời. Có người đề nghị với tôi là bây giờ nếu ta thắt một tí,
chẳng hạn như với kiểu áo A106, nếu ráp thêm một mảnh vải vuông trên cổ áo, thì chẳng phải đã biến thành kiểu mới rồi sao? Vì vậy, hay là chúng ta làm thử xem, biết đâu chẳng tạo nên phong trào. Đề nghị của ông quản lý đánh thức Trần, chàng vội lôi hết những quần áo trong kho ra, nghiên cứu cách thêm thắt. Kết quả là hàng không những tống đi được hết, mà còn lại được dư luận ca ngợi. Một hôm khác, ông quản lý lại nói, có người cho tôi hay là lúc gần đây ở Mỹ, họ có mốt mặc áo may kiểu phương Đông. Sao cậu không nghiên cứu thử xem nên chọn loại vải nào và kiểu nào lạ mắt để chào hàng bên ấy? Trần vâng theo, và quả nhiên lại thành công rực rỡ. Rồi một ngày khác, ông quản lý nói, có người cho tôi biết, mùa đông năm nay thế nào người ta cũng thích mặc loại vải áo bông, viền sa, không cần phải là da thật. Loại nhân tạo cũng được, nếu thêm thắt túi và bâu kiểu mới, chắc chắn sẽ bán chạy. Trần y theo lời ông quản lý, và lại một lần thành công. Và khi ông quản lý gặp Trần, vừa mở miệng nói thêm một lần nữa, có người cho tôi biết, thì Trần bắt đầu nghi ngờ. Chàng nghi ngờ một ông già như ông quản lý, làm sao lại hiểu tâm lý phụ nữ nhiều thế? Này, ông quản lý, trong câu có người cho tôi biết của ông đó, người đó là người nào? Họ có tài như thế, tại sao ông không mời họ vào làm việc cho hãng chúng ta chứ? Ông Đường đột nhiên lúng túng. Điều đó tại... Đúng rồi, tôi dốt quá, chắc chắn là người đang làm cho hãng chúng ta, phải không? Ông chỉ đi, tôi sẽ tăng lương họ ngay. Trong hãng Định Khắc Nghị, có hàng trăm công nhân nên Trần không biết hết được. Ông Đường vẫn bối rối. Người đó... Sao? Nhược Trần chau mày. Ai chứ? Sau cùng, ông Đường đành nói. Nhưng họ không muốn tôi nói ra. Tại sao vậy? Họ là nhân viên trong hãng phải không? Dạ, không phải. Trần lên tiếng. Nếu không phải, thì làm sao họ biết hàng tồn kho trong hãng chúng ta có những gì chứ? Dạ, cô ấy không có làm ở đây, nhưng thỉnh thoảng ghé thăm, cũng như để ý đến hoạt động của hãng nhiều lắm. Nhược Trần nổi nóng. Nhưng là ai mới được chứ? Dạ, dạ, cô Vi. Nhược Trần ngỡ ngàng. Cô ấy liên lạc với tôi thường lắm. Lúc nào cậu bước ra khỏi hãng là tôi điện thoại cho cô ấy biết ngay. Vì vậy, cô Vi hay ghé qua đây thăm lo, chăm sóc. Ngay chiếc nệm cậu nằm, cô Vi cũng đã thay bằng chiếc nệm mới dày hơn. Cậu không để ý đấy thôi. Tôi thấy hình như cô Vi yêu cậu lắm, nhưng chỉ tại mắc cỡ thôi. Nhược Trần chớp mắt nhìn ông quản lý. Chàng cảm động đến độ muốn ôm chầm lấy ông già. Bây giờ bác coi chừng hãng giùm tôi một chút được không? Cậu đi đâu? Ông Đường chưa kịp hỏi. Thì Trần đã chạy xe. Dạ, chạy lên xe và bảo ông Triệu đưa ngay đến địa chỉ Vi. Ông Triệu, ông nói thật cho tôi biết, lúc gần đây ông có gặp cô Vi không? Dạ, có. Ở đâu? Bên vườn mưa gió. Cô ấy thỉnh thoảng ghé qua sửa soạn lại nhà cửa, vườn hoa. Mới hôm kia cô ấy còn cùng với bà Lý lau chùi lại bức tượng trong sân. Cô ấy có nói gì không? Có, nhưng tôi không hiểu gì cả. Nhược Trần thở ra. Tại sao đợi tôi hỏi, ông mới nói? Dạ, dạ cô Vi không cho phép. Tại sao mấy người không năn nỉ cô ấy trở về luôn? Dạ có, nhưng cô Vi không chịu. Cô ấy bảo là bao giờ thế nào chứ? Bao giờ cậu tự động dọn về, cô ấy mới trở lại. Phải tự động dọn về, nghĩa là sao? Nhược Trần cắn môi. Đúng rồi, trong thư trước, ta viết cho Vi, đã nói, ta sẽ về vườn mưa gió bao giờ công đã thành, danh đã toại, và mong nàng chờ đợi. Vi không dọn về vườn mưa gió trước là vì nàng không muốn sung sướng khi thấy ta hãy còn khổ. Vũ Vi, em tế nhị như thế mà anh nào hay? Hãy tha thứ cho anh Vi nhé. Ông Triệu chạy nhanh chút đi. Làm gì gấp thế cậu ba? Ông Triệu ranh mảnh, chạy nhanh quá, đụng xe rồi sao gặp? Nhưng tôi muốn gặp Vi ngay đây. Nhược Trần gào trong lòng, Vi. Xe ngừng trước cư xá, Trần mở cửa chạy nhanh lên lầu, cửa phòng đóng kín. Bậy thật, bây giờ Vi đã đi làm rồi mà. Trần lại ba chân bốn cẳng chạy xuống. Chạy đến bệnh viện, nhanh lên. Đến bệnh viện, Trần tìm vị y tá tốt bụng. Cô Vi à? Hai hôm nay cô ấy nhận lời đến bệnh viện X chăm sóc bệnh nhân rồi. Trần hớt hải chạy ra. Xe đến đúng địa chỉ bệnh viện X. Vâng, hôm qua cô ấy còn ở đây, nhưng hôm nay không thấy đến. Trời đất, đầu Trần như muốn rối lên. Dục ông Triệu,
ông cho xe chạy qua đại học sư phạm xem, có lẽ cô ấy đi thăm em trai rồi đấy. Nhưng khi đến trường sư phạm, Trần mới nhớ là Lập Đức đã tốt nghiệp và đang đi thi hành nghĩa vụ quân dịch. Thế là Trần lại sang tìm Lập Quân, cũng không thấy. Đi gần khắp thành phố mà vi vấn biệt tâm. Ông Triệu thương hại. Cậu ba, hay là để mai vậy? Sớm muộn gì cũng gặp mà. Vâng, thế thì mai vậy. Nhưng Trần vẫn còn tiếc rẻ. Chàng bảo ông Triệu đánh xe quay trở lại cư xá của Vi. Nàng vẫn chưa về. Có lẽ ở lại trực đêm không chừng. Trần thở ra. Khi người đang yêu thì tình nung trái tim. Muốn gặp ngay người mình mơ ước. Mỗi phút giây là một thế kỷ. Ngơ ngẩn trở về hãng, Trần cho phép ông Triệu về vườn mưa gió nghỉ ngơi và mai sáng phải đến ngay. Ông Triệu về rồi, Trần bước vào căn phòng rộng thơm thang. Hôm nay chàng thấy gian phòng buồn tẻ lạ. Bên ngoài, màn đêm đang bủa vây, ánh trăng leo lủng trên, lơ lửng treo trên trời cao. Đêm thật yên, thật cô đơn. Ai một mình bên cửa, ta với bóng là hai. Câu thơ của ai sao giống tâm trạng của chàng vô cùng. Trần nhớ Vi, nhớ kinh khủng, nhớ như muốn phát điên lên. Vi ơi, Vi! Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Ai vậy? Ai gọi đến trong đêm khuya thế này? Ông quản lý chăng? Không lẽ có chuyện chi, chi phiếu bị khước từ? Alo, ai đấy? Một giọng nói êm đềm của đàn bà vang lên, tim Trần như muốn ngưng đập. Anh Trần đấy à? Có phải anh đấy không anh Trần? Nhược Trần chợt tỉnh. Vâng, vâng, anh đây này Vi, em đó phải không? Đầu dây bên kia yên lặng một chút, rồi lên tiếng. Nghe nói hôm nay anh đã bỏ suốt ngày đi tìm em phải không? Trần vui muốn phát điên lên. Ai cho em biết thế? Chuyện đó không quan tâm lắm. Có điều em hỏi anh. Vi hạ thấp giọng. Bây giờ anh có cần gặp em nữa không? Ngay bây giờ à? Mắt Trần sáng lên, dĩ nhiên là muốn. Nhưng gặp em ở đâu? Vườn mưa gió. Trời ơi, tìm khắp nơi mệt phờ người, mà vẫn còn ngu. Vườn mưa gió, tại sao ban nãy ta không đến đấy? Anh sẽ đến ngay, đợi anh 10 phút. Vâng, em sẽ đợi anh. Nhớ đợi nhé. Nhược Trần gào, đừng bỏ đi nghe em. Bỏ máy nói xuống. Trần chạy vội ra khỏi phòng. Chàng chặn vội một chiếc taxi đang chờ tới, đưa địa chỉ và hối thúc gã tài xế nhanh lên. Xe ngừng trước vườn. Trần trả tiền và chạy nhanh tới cổng. Cổng chỉ khép hờ. Trần tung người lên đường sỏi, không buồn để ý gì đến ngoài đôi cánh cửa khép kín nơi phòng khách. Ông tìm ai đấy? Một giọng nói thật êm, thật quen thuộc vang lên tai. Trần chùng chân quay lại, Vi đang ngồi bên bờ hồ. Mái tóc dài phủ vai, bình yên tắm dưới ánh trăng sáng với nụ cười nhẹ. Nàng đẹp như một tiên nữ. Trần bàng hoàng bước tới như kẻ lạc hồn. Bây giờ anh đã tìm thấy em rồi chứ? Vâng, anh đã tìm thấy em, từ khi đánh mất trên hành lang bệnh viện. Bao lâu rồi? Vi hỏi trong hơi thở. Hơn 1 năm. Một chút yên lặng. Anh đã tìm thấy em rồi, thế anh cần gì? Anh mong em sẽ nhận lời suy tôn làm thần bên anh. Mắt Vi chớp nhanh. Em không đủ khả năng đó. Chính em cũng cần người che chở đây. Nhưng em đã có. Ở đâu? Ngay cạnh em đây, Vi có vừa ý không? Vũ Vi yên lặng, ngắm người yêu trước mặt. Vi đang đắn đo trước vĩ vãn của anh. Không, vĩ vãn của anh có điều gì đáng nói đâu. Anh là người lãng tử, có nhiều tật xấu, nhiều đàn bà, có tính ương ngạnh, cao ngạo, cố chấp. Anh như một con ngựa hoang, chỉ muốn chạy bay, tự do chứ không thèm yên ngọc. Nhưng ngựa quý nào mà chẳng đi từ lớp ngựa hoang mà ra, vì vậy em không sợ. Nhưng em chỉ ngại mình vì em biết mình đã chọn được ngựa hay. Trần nắm chặt tay Vi. Không phải vậy đâu, nhờ Vi đấy. Nhờ chú này giỏi, ngựa mới hay được chứ. Vi nhìn vào mắt Trần. Nhưng trong tay em nào có dây cương? Có chứ, không những dây cương mà còn roi nữa. Trần siết chặt lên môi nàng. Trăng e thẹn trốn vào mây. Anh phải dọn về vườn mưa gió đi chứ. Sao vậy? Vì em cũng muốn về đây. Chỉ có một mình, em sẽ chẳng về đâu, buồn lắm. Chàng nhìn thẳng vào mắt người yêu say đắm. Thật chứ, Vi? Vâng, một nụ hôn thứ hai, nồng nàn hơn. Pho tượng hình như đang cúi xuống mỉm cười với kẻ đang yêu. Tháng 12 trôi đi, Tết lại đến.
Một năm mới bắt đầu năm 1972 phải là một năm mới mẻ, hy vọng và ngập đầy tình yêu. Vườn mưa gió, ngày đầu năm ngập đầy tin vui, sự hiện diện của Vũ Vi khiến mọi người đều vui vẻ. Trời vừa sáng, Vi đã đốt nguyên một phong pháo trên cành trúc. Những tiếng nổ ồn ào đánh thức Trần dậy, chàng ngơ ngác mở cửa chạy ra. Vi đón chàng với nụ cười thật tươi, sức sống tươi mát của Vi nhúm trẻ hồn Trần. Chàng nắm tay người yêu. Làm gì vui thế? Năm mới, chúc anh gặp nhiều vui vẻ, may mắn. Và không đợi Trần đáp lễ, Vi trách ngay. Anh cứ giống em mãi nhé. Hôm qua, ông quản lý có điện thoại đến cho biết đơn đặt hàng đã ngập bàn giấy anh. Hãng phải gia tăng, tăng gia sản xuất. Ông Đường còn cho em biết đến mùa hạ này là anh sẽ chiến thắng. Vốn bây giờ đã vượt khỏi số nợ thiếu. Định khắc nghị công ty trước đây một năm chẳng đáng giá gì, chứ bây giờ trị giá bạc tỷ rồi phải không? Nhược Trần cười, đó là công của em đấy chứ. Nếu chẳng có em cầm roi vút sau lưng, thì làm sao anh thành công được? Vì nũng nịu, em thành công với anh bao giờ mà anh hình dung em như một bảo chúa thế? Một bảo chúa nhưng có trái tim hiền lành dễ thương phải không? Anh đừng có xài phí từ ngữ như thế, rủi sau này cần xài không có thì sao? Nhược Trần cười khì. Sợ bấy nhiêu đó chưa đủ để diễn tả hết sự dễ thương của em đó chứ. Vũ Vi đỏ mặt. Thôi anh ơi, để em sống với chứ. Bây giờ em hỏi thiệt anh. Hôm nay em mời khách đến dùng cơm ở nhà, anh không phản đối chứ? Tại sao lại phản đối? Trần nói, nhưng rồi lại tò mò. Phải em mời tên bác sĩ Ngô không? Vũ Vi cười. Em có đau phổi bao giờ đâu mà phải mời ông ấy đến. Trong đầu anh, ngoài ông bác sĩ kia bộ không còn ai khác sao? Nhược Trần có vẻ không vui. Ngoài tên bác sĩ đó ra, em còn nhiều ông bạn trai khác nữa sao? Vũ Vi đưa tay, vuốt tóc với nụ cười ranh mảnh trên môi. Hôm nay em sẽ mời 4 ông khách. Chỉ toàn đàn ông không, chứ chẳng có một người đàn bà nào cả. 4 khách đàn ông? Nhược Trần nhíu mày. Ai? Nói ra anh nghe xem. Vũ Vi lắc đầu, chạy vào nhà. Thôi, một lát nữa sẽ biết. Bây giờ em lạnh quá. Em phải đi tìm lò sưởi mới được. Nhược Trần không chịu được, đuổi theo. Vi, em mời ai nói đi chứ, cứ ghẹo người ta mãi thế. Tối đến sẽ biết ngay mà. Không được, phải cho biết ngay bây giờ hả? Vũ Vi không nín được cười. Đều là bạn anh cả mà, để em mời họ đến, rồi anh nhìn mặt sao? Nói dối, có ma mới tin em. Thế thì anh cứ chịu khó đợi vậy. Nhược Trần khó chịu, em nhất định không nói. Vũ Vi nằm dài trên ghế. Không, em đã bảo rồi. Thế thì cho em biết tay anh. Nhược Trần nhảy tới, vật Vi lăn xuống thảm, vừa cù lét chàng vừa hỏi. Sao? Nói không? Nói. Vũ Vi tóc tai rũ rượi, nàng nhột muốn phát điên. Ai? Luật sư Mậu, ông quản lý và 2 cậu em của em. À, vậy mà cũng làm người ta hết hồn. Nhược Trần mắng yêu, nhưng vẫn không buông tha Vi. Em chịu thua rồi mà, tha em đi. Nói một câu gì cho dễ thương đi, rồi anh sẽ tha. Anh là người giỏi nhất, người yêu nhất đời của em. Trần thỏa mãn, nhưng chàng vẫn còn tham lam. Chàng cúi xuống, nhưng vì đã né tránh. Đừng anh, người ta thấy kỳ chết. Em sợ ai thấy chứ? Vũ Vi nhướng mắt lên, nhìn lên tủ thờ, nơi có khung ảnh của ông Nghị. Em sợ cha anh. Nhược Trần ngơ ngác. Sao kỳ vậy? Vì... Vũ Vi chớp mắt nhanh. Vì em nghĩ, nếu cha anh còn sống, chắc người không tán thành chuyện chúng ta đâu. Em dựa vào đâu mà nói thế? Tại... Vũ Vi ấp úng. Tại sao? Cha anh có vẻ thích em lắm mà. Em cũng nghĩ thế. Cũng yêu anh lắm mà, phải không? Dĩ nhiên, anh là con cưng mà. Vậy thì nếu chúng ta yêu nhau, không phải là vừa ý ông cụ biết bao không? Em không nghĩ thế. Tại sao? Vì... Vũ Vi bối rối, anh lại nghi ngờ nữa phải không? Nhược Trần vội đính chánh. Không phải thế đâu, tại thái độ em lạ quá. Tại sao em lại biết cha anh phản đối chuyện lấy nhau giữa anh với em chứ? Vũ Vi ngẩng đầu nhìn lên. Anh mới dùng 2 chữ lấy nhau, nhưng anh chưa hề đề cập đến chuyện lễ cưới mà. Trời ơi! Nhược Trần trợn mắt. Anh có nói anh không cưới em bao giờ đâu. Em điên thật, anh đang muốn quỳ xuống chân em ngay bây giờ đây. Không cần phải như vậy. Vi nhún vai, em chỉ cần biết, cần anh cho biết anh có dám hỏi cưới em không?
Thế là thế nào? Vi thấp giọng. Em vẫn nghĩ đến dĩ vãng ngày nào của anh, nhưng không phải em ghê tởm nó, mà là em không biết ta có thể gặp rắc rối gì khi lập hôn thú không? Mặt Trần đổi sắc ngay. Em muốn nói đến chuyện Cát Hà à? Vũ Vi, em không tin anh sao? Lúc xưa anh có yêu Hà thật, nhưng đâu phải như yêu em. Chuyện cũ bỏ qua đi, chúng ta sẽ sống lại với cái ta hoàn toàn mới. Vũ Vi cúi xuống. Em không phải nhắc lại chuyện quá khứ của anh. Có điều, anh có nhớ hôm đọc di chúc không? Có. Anh có nhớ chuyện cha anh trao cho chúng ta mỗi người một phong thư chứ? Vâng. Em không biết cha anh nói gì với anh, chứ riêng trong thư cha anh gửi cho em, người có khuyên đừng nên nhận lời yêu em anh. Vì vậy, em nghĩ có lẽ người không tán thành chuyện tình của hai đứa. Nhược Trần nhíu mày. Chuyện đó có thật à? Vâng, cha anh còn nhắc em, hãy nhớ kỹ đến dĩ vãng của anh. Vì vậy, em không hiểu quá khứ của anh có mối tình nào mà em không hay biết nữa không? Chuyện Cát Hà, em đã biết. Còn những mối tình khác, anh cũng đã kể cho em nghe hết rồi. Anh công nhận, thuở nhỏ, quả tình anh trụy lạc và phóng đãng thật. Hay là chính quá khứ đó mà cha không muốn em yêu anh, sợ em khổ chứ gì? Cũng có thể lắm. Vì trầm tư, vậy thì anh có thật sự yêu em không? Anh không làm khổ em chứ? Làm gì có chuyện đó? Trần thở dài, nâng cầm Vi lên. Vũ Vi, nếu biết anh yêu em đến giường nào, chắc có lẽ em cũng đã không hỏi anh một câu như vậy. Nhưng anh đã điên cuồng yêu Cát Hà. Nhược Trần vội bịt miệng Vi. Đừng nhắc đến tên đó nữa. Anh có bao giờ nhắc đến tên ông bác sĩ Ngô của em đâu. Nhưng em có nói gì với ông ta đâu. Đừng có giấu anh Vi à. Trần nói, em còn nhớ lá thư ông bố để lại cho anh không? Nhớ. Đấy, bố bảo là đã cho người điều tra kỹ, biết em và tên bác sĩ kia đang ở vào tình trạng ra rít, do đó khuyên anh đừng mơ mộng đoạt đao trên tay người. Vũ Vi mở to đôi mắt. Cha anh nói dối đấy, chuyện giữa em với bác sĩ Ngô có gì đâu. Không hiểu sao cha anh lại có thể làm chuyện kỳ cục vậy. Có lẽ đó cũng là một lý do, Trần nói. Cha sợ anh làm em khổ. Nhưng cha đâu có ngờ là sự tính toán của cha khiến anh khổ vì ghen gấp trăm lần. Sự thật ra, em có biết không Vi, anh đã từng thề với chính mình là nếu anh bỏ em thì... Vi vội bịt miệng Trần lại. Không cần thề anh à. Vì ngay chuyện yêu nhau đã lời thề là lời thề thốt. Em tin anh. Và nếu quả thật anh có bê bối, thì em cũng đã lỡ yêu cái bê bối đó rồi. Trần sung sướng, cúi xuống hôn người yêu một cái thiệt ngọt. Khung trời bây giờ là thơ, không ai muốn rời ai cả. Có tiếng động ở cửa, Vũ Phi vội đẩy Trần ra. Bà Lý vừa bước vào, biết mình lỡ bộ vội quay đi. Đứng lại bà Lý! Dạ, bà Lý có vẻ sượng. Tôi vào đây chỉ để định hỏi cô Vi là phần ăn tối nay cho 10 người có đủ không? Vũ Vi chưa kịp trả lời, Trần đã hớt. Không đủ đâu, là 12 phần đi. Làm gì dữ vậy? Vi la lên. Đâu có bao nhiêu người đâu, bỏ thừa uổng lắm. Nhược Trần nhìn Vi. Tại anh muốn nhiều một chút, và nếu em thấy chẳng có trở ngại, thì chúng ta có thể tuyên bố đính hôn ngay trong ngày hôm nay vậy. À, bà Lý mừng rỡ hét lên. Thật chứ cậu ba? Thật hả cô Vi? Thế này thì tôi phải cho chồng tôi và ông Triệu hay mới được. Rồi bà hấp tấp bỏ đi ngay. Còn lại Trần và Vi. Em thấy như thế có gì trở ngại không? Hay là để ta chọn ngày làm một lễ đính hôn thật to vậy? Vũ Vi xúc động nhìn Trần. Không, hôm nay đẹp lắm rồi. Mùng 1 Tết, ngày đầu của một năm. Ngày bắt đầu cho một đời mới. Trần siết mạnh tay Vi. Anh có xứng đáng với em không chứ? Anh à! Vi trìu mến nhìn Trần. Với em, anh là một người đàn ông đúng nghĩa nhất mà em mong đợi. Buổi tối, khách khứa lần lượt kéo đến. Trước khi ngồi vào bàn, mọi người quay quần trong phòng khách, lửa trong lò lửa sưởi cháy sáng, không khí ấm cúng ngập đầy phòng, rượu đầy ly với những lời hàn huyên, chúc tụng thân mật. Đây là lần đầu Lập Đức và Lập Quần đến chơi Vườn Mưa Gió. Trước kia cũng có đôi lần ghé qua, nhưng trao đổi với Vi một vài câu là họ đi ngay. Chị, tụi em thấy chị có mắt xanh đấy nhé. Em và anh Đức đều đồng quan điểm. Lập Quần tinh nghịch, Vi đỏ mặt. Hứ! Trẻ con mà cũng bày đặt lộn xộn. Trẻ con hồi nào? Lập Quần cãi lại.
Dù sao em cũng là sinh viên năm thứ nhất rồi, có bạn gái nữa chứ bộ. Mi mà cũng có bạn gái rồi. Vũ Vi tròn xoe mắt. Cậu bé 9 tuổi ngây thơ ngày nào, chuyên nấu cơm chờ anh chị về ăn, bây giờ đã là một thanh niên vững chãi. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Phải rồi, những đọt non ngày nào trên cành cây, giờ cũng đã xanh lá. Tất cả đều nhờ ở chị đó. Lập Quần nói, có chị là trụ cột chống đỡ, chứ bằng không bây giờ chúng em có lẽ đã lêu bêu ở đầu đường, xó chợ. Vũ Vi cười, thôi đừng thần thánh quá chị như thế, chẳng qua chị cố gắng để các em nên người thôi. Nhược Trần từ trong bước ra. Chị em mấy người nói xấu gì tôi đó? Lập Quần liếc về phía chị, rồi cười với Trần. Dạ, em đang nghĩ, chị em đúng là một mỗi người kỳ lạ, có một sức mạnh lạ lùng, khiến người ta tin tưởng và không chán nản. Đúng, cậu có nhận xét hay đấy. Nhược Trần vỗ vai Quần. Nhưng cậu có bạn gái chưa? Vũ Vi đỏ mặt. Thôi đi, hôm nay mấy người điên hết rồi, tôi không ở đây nữa đâu. Vi bỏ qua phía luật sư Mậu, ông quản lý và Lập Đức. Lập Đức vừa tốt nghiệp năm rồi, hiện đang thi hành nghĩa vụ, nhưng vì đơn vị trú đóng gần thành phố nên xuất trại được. Khi còn đi học ngành chuyên môn của Đức là giáo dục nhi đồng, vì vậy bây giờ chàng đang thao thao bất tuyệt về đề tài đó. Ông quản lý có một đứa trai, có tật bẩm sinh, nói hơi bất thường, đã 10 tuổi rồi mà vẫn chưa đi học. Lập Đức có vẻ tò mò, chăm chú nghe ông Đường nói về bệnh trạng của con trai. Có lần gia đình tôi mời cơm khách, vì là bạn thân nên khách cũng xuống bếp phụ một tay. Khi khách hỏi nó, cậu có dùng ớt được không? Thì nó đáp, dạ được, ớt xanh hay đỏ gì con cũng dùng được hết. Nghe thằng bé đáp như thế, khách khen ngoan, không ngờ nó lại sổ thêm một tràng. Con cũng thích ăn ớt trắng, ớt vàng, ớt tím, ớt đen. Cậu thấy với những đứa bé không kiểm soát được trí óc của mình như vậy, có cách nào chữa khỏi không? Bác có đưa em nó đến khám bác sĩ chưa? Có, nhưng không kết quả gì cả. Lập Đức sốt sắng. Với những đứa trẻ phân biệt được sắc màu như con bác, chắc chắn chưa đến nỗi nào đâu. Chỉ cần chúng ta chăm sóc chu đáo và dùng phương pháp giáo dục đặc biệt là có thể khiến nó bình thường lại ngay. Ông Đường mừng rỡ. Thế cậu có biết ở đâu có trường đặc biệt giáo dục những đứa như thế không? Rất tiếc là ở xứ Đài Loan, chúng ta chưa có những trường đặc biệt đó. Tôi thường nghĩ, nếu tôi có tiền, tôi sẽ mở ngay một trường như vậy và mở thêm một viện mồ côi nữa. Từ năm 13... tôi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên tôi rất thông cảm với trẻ bơ vơ, họ thiếu thốn tất cả. Luật sư Mậu có vẻ thích thú. Nhưng có người để dạy không chứ? Huấn luyện những giáo sư đặc biệt đó không khó. Chẳng hạn như chị Vi tôi đây. Chị ấy là một trong những người có thể tận tụy chăm sóc trẻ con được, chỉ cần sự nhẫn nại. Tế nhị là có thể làm được nhiều việc. Chúng ta sẽ tuyển thêm nhiều người có ý thích trong việc giáo dục nữa, rồi huấn luyện đọc sao. Vấn đề ở đây không phải nhân sự, mà là tiền. Nhược Trần bị câu chuyện quyến rũ. Theo cậu, thì muốn mở một trường như vậy tốn khoảng bao nhiêu? Lập Đức suy nghĩ một lúc, nói. Tôi không tính được, vả lại còn tùy lớn nhỏ nữa chứ. Nhưng không phải ít đâu, vì một trường học như thế phải có bác sĩ và y tá chăm sóc. Nó vừa là trường học, vừa là một bệnh viện. Có nhiều trường hợp trẻ con mắc phải chứng bệnh tự ngược đãi mình. Nó bứt tóc mình, đập đầu vô tường. Với những đứa trẻ như thế, phòng học phải bọt bằng bọt biển, để nó không tự hành mình được. Nhược Trần thở ra, tiếc quá, phải chi tôi là tỷ phú thì xong rồi. Ông quản lý chèn vào, cậu muốn làm tỷ phú không khó đâu, sự nghiệp cậu và hãng dệt của chúng ta càng ngày càng phát, cậu không thấy sao? Nhưng chúng ta còn mang nợ mà, luật sư Mậu nói. Tôi đã nói với cậu, càng buôn bán lớn càng mang nợ nhiều. Hãng định khắc nghị trước đây một năm không đáng giá 10 triệu, nhưng nay nếu cậu bán 80 triệu xem có người mua không? Tại sao thế? Vì nó đang lên, về phương diện tín dụng cũng cao, đơn đặt hàng cao hơn số nợ thiếu, thì làm sao chẳng có giá chứ? Chuyện này để từ từ, tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Bây giờ cậu cứ nhớ cho, cậu đã là triệu phú rồi đấy. Vâng, và không có quyền bán đi hãng dệt, phải không? Đó là chuyện dĩ nhiên. Có điều cậu nhớ bao giờ là tỷ phú thì chớ quên chuyện mở trường nhé. Lập Quần nhảy vào. Có mở trường đừng quên tôi thích trẻ con lắm. Vũ Vi cười. Nếu anh mở trường, em sẽ đệ đơn xin dạy ngay. Tôi sẽ tình nguyện làm quản lý. Ông quản lý đưa tay và luật sư Mậu cười nói. Mấy người làm như trường mở rồi không bằng. Được rồi, cậu Trần làm giám đốc,
cậu Đức làm hiệu trưởng, thì tôi xin nhận chức cố vấn pháp luật vậy. Mọi người cười to, không khí như ấm lại. Luật sư Mậu vỗ vai Trần. Đấy, thấy không? Việc gì mà chỉ cần cậu chịu nhúng tay vào là thành công ngay. Trần yên lặng, nghĩ đến cha, chàng nói. Đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc, không hiểu tại sao mình lại thành công dễ dàng như vậy. Ông quản lý cười nói. Buôn bán thì như vậy đó, thành hay bại chỉ cần có thể một ngày thôi, với một đơn đặt hàng có thể khiến một xí nghiệp nhỏ phát tài, nhưng cũng có thể làm cho một đại xí nghiệp sạt nghiệp. Vũ Vi cảnh cáo Trần. Vì vậy, đừng tưởng anh là triệu phú rồi ngủ mê nhé, anh phải cố gắng hơn mới được. Nhược Trần giả vờ đau khổ. Có em cầm roi đứng sau lưng, làm sao anh dám làm biếng được chứ? Hứ! Vũ Vi đỏ mặt, luật sư Mậu ngơ ngác. Cái gì mà có roi nữa đấy? Điển tích gì lạ vậy? Nói cho mọi người nghe một chút xem. Nhược Trần cười lớn, Vũ Vi trợn mắt hờn yêu, hạnh phúc ngập đầy phòng. Giữa tiếng cười, bà Lý bước vào mời mọi người đi dùng cơm, gỡ rối cho Vi. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, Trần bảo bà Lý lấy thêm 3 chiếc ly, rồi đi gọi ông Lý và ông Triệu đến. Mọi người nâng ly lên, ông luật sư mới bắt đầu thắc mắc. Bữa tiệc hôm nay có vẻ lạ quá, tôi nghi chắc có tin vui gì đây. Nhược Trần làm ra vẻ bí mật. Nóng làm gì, chút nữa biết ngay mà. Ông Lý, bà Lý và ông Triệu đã đến. Trần trịnh trọng nâng ly lên. Yêu cầu quý vị cạn ly rượu này. Hôm nay tôi trân trọng tuyên bố, bữa tiệc này là bữa tiệc mừng ngày đính hôn giữa tôi cùng Vi. Ồ, mọi người lớn tiếng, cùng ly, cạn ly đi chứ. Mọi người cùng cạn ly. Trần lấy trong chiếc hộp nhỏ, chiếc nhẫn xin ra, nâng tay Vi lên và mang vào. Hôm mua chiếc nhẫn này, anh chưa biết anh đã là triệu phú, nên nhẫn hơi nhỏ, em không buồn chứ. Vi yên lặng, với nụ cười, Trần tiếp. Anh biết em sẽ không buồn, vì nhẫn tuy nhỏ, nhưng tình anh đầy vô cùng em à. Vi siết chặt tay Trần, ông Lý và ông Triệu, sau khi chúc mừng Trần xong, xin phép rút lui trước. Lập Đức và Lập Quần bắt đầu tấn công Vi. Chuyện vui thế này mà chị cứ giấu em, đến hôm nay mới cho biết. Thế nào cũng không được, chị phải cạn 3 ly em mới nghe, nếu không cạn được thì anh Trần phải thế. Trần vui vẻ. Được rồi, mấy người muốn chục ly cũng được. Nhưng Vi đã cản. Thôi đi ông, muốn mở cớ, mượn cớ để uống hả? Trần phân bua với Lập Quần. Đấy, thấy không? Chưa gì, bà chị của cậu đã khó tính với tôi rồi. Bữa tiệc cứ thế kéo dài trong không khí vui nhộn. Ăn xong, lại tiếp tục kéo nhau ra phòng khách. Họ bắt đầu bàn tới ngày cưới. Ông Mậu cho rằng tháng 3 tốt nhất, trong khi Trần nôn nóng định sớm hơn. Thôi ngày mai đi. Trần nói, Vũ Vi từng mắt trách yêu. Nữa rồi, lại nói bậy nữa rồi. Lập Đức không kém. Em thấy tối nay là hay nhất. Có đông đủ bá quan và luật sư nữa thì hợp tình quá rồi. Nhược Trần như gặp tri kỷ, đứng dậy. Tôi không phản đối điều đó. Vũ Vi nhăn mặt. Anh giả vờ sai hử? Em bỏ đi bây giờ. Đấy, cậu Đức thấy không? Trần phân bua. Bà chị của cậu dữ như chằn vậy đó. Mọi người lại được dịp cười đùa. Giữa không khí ấm cúng như vậy, đột nhiên có tiếng chuông cửa reo. Nhược Trần ngạc nhiên. Vi, bộ còn khách nữa sao em? Vũ Vi ngơ ngác. Đâu còn ai đâu, hay là khách của anh? Đâu có. Mọi người yên lặng. Có tiếng xe hơi chạy vào cổng. Trần nhíu mày. Không lẽ họ nữa? Vũ Vi đã nghe rõ tiếng xe. Nàng đứng thẳng lưng, đúng là khách bất ngờ. Ông Đường dụi tắt thuốc, trong khi luật sư Mậu đặt ly rượu xuống. Không khí vui vẻ ban nãy biến mất. Cửa mở, Bùi Trung và Bồi Hoa cùng bước vào. Nhìn thấy đám đông họ có vẻ trùng chân một chút, nhưng rồi Bồi Trung bình tĩnh ngay. Hắn tiến tới luật sư Mậu. Thưa luật sư, chúng tôi đang tìm luật sư đây. Đến gần nhà nghe bà bảo luật sư đến đây, chúng tôi mới đến. Luật sư Mậu bình thản. Vâng, thế này mấy người đến kiếm tôi thăm viếng hay có chuyện gì? Dạ, chúng tôi có tí chuyện cần gặp luật sư. Như vậy có liên hệ đến pháp luật chứ? Vâng. Nếu thế, mời mấy cậu mai đến văn phòng tôi. Bây giờ là giờ nghỉ, tôi không làm việc. Bồi Trung cười nhạt. Nhưng chuyện này có liên hệ đến cả Nhược Trần, nên tôi nghĩ nói ở đây tiện hơn. Rồi không đợi luật sư lên tiếng, Bồi Trung hỏi tiếp. Sao hôm nay đông thế này? Có mục đích gì à? Vâng. Nhược Trần lên tiếng. Hôm nay là ngày lễ đính hôn giữa tôi và Vũ Vi. Đính hôn à? Bồi Hoa hét lên như gặp chuyện lạ.
tao đoán đúng lắm mà. Bây giờ vườn mưa gió, xưởng dệt đều lọt vào tay mày hết. Nhược Trần lạnh lùng. Vâng. Nói khác đi, là ông già để hết gia tài cho mày, mày hốt trọn à. Ha ha, cả cô nàng của mày nữa, ông già thế mà thâm thật. Những bắp thịt trên mặt Trần như săn lại. Vũ Vi bước tới, đặt tay lên tay người yêu, nhỏ nhẹ. Anh Trần, hôm nay em xin anh đừng nổi nóng. Nhược Trần cung tay lại, quay sang luật sư Mậu. Thưa luật sư, xâm phạm gia cư bất hợp pháp có tội không? Nếu có, xin luật sư điện thoại cho cảnh sát giùm tôi. Luật sư Mậu nhìn Bồi Trung và Bồi Hoa. Đừng nóng, để tôi hỏi rõ. Mấy người đến đây hôm nay làm gì? Nói tôi nghe xem. Vâng, thế thì tôi nói đây. Bồi Trung nhìn thẳng vào mắt luật sư Mậu. Ông là người thi hành di chúc của cha tôi phải không? Vâng, thế thì, theo lời ông, hãng Định Khắc Nghị đang lâm vào tình trạng phá sản. Vậy mà sao mới hơn nửa năm, nó lại lột xác biến thành một đại xí nghiệp tiến tâm nhanh thế? Trong trò ảo thuật này, ông đã giữ vai trò gì? Luật sư Mậu nghiêm giọng. Tình trạng hãng Định Khắc Nghị nửa năm trước thế nào, chắc cậu đã nghiên cứu rõ hơn tôi. Nó sắp phá sản thật, nhưng ngày nay mà nó được như thế này, cậu phải hãnh diện vì có đứa em giỏi như Nhược Trần mới phải. Giữa lúc mấy cậu buông tay, Trần phải đứng ra gánh, cố gắng lắm mới thành công. Không lẽ bây giờ thấy cơ xưởng đứng vững, mấy cậu lại muốn nhảy vào chia phận sao? Ông Mậu nhìn thẳng vào mặt Bồi Trung. Bồi Trung, dù sao cậu cũng đã lớn, đã lăn lộn nhiều trong đời, chắc cậu cũng hiểu biết chuyện đó chứ. Bồi Trung không chịu thua. Nhưng tôi không tin một đứa ăn chơi như thằng Trần lại có thể thành công nhanh như thế. Nó cũng không phải là dân trong buôn. Cũng không có lấy một chút kinh nghiệm nào hết thì làm sao tháo vát nổi chứ. Chắc chắn là mấy người âm mưu gì đây, nhất định tôi sẽ tìm ra mà. Vậy thì cậu cứ tìm đi. Luật sư Mậu thách. Nhưng mấy cậu nhớ là chữ ký của mấy cậu trên tờ di chúc bao giờ cũng hiệu lực nhé. Mấy cậu không có quyền tranh chấp tài sản gì hết. Nếu có nghi ngờ thì phải khiếu nại ngay lúc đó, chứ bây giờ mà có muốn thì cũng vô ích thôi. Riêng về chuyện mấy cậu nghi ngờ Nhược Trần không có khả năng kinh doanh, điều đó thì trên đời này có gì tuyệt đối, phải không mấy cậu? Có điều, việc ta tưởng người khác không làm được, nhưng sự thật lại trái ngược. Tôi rất phục ông Nghị, ông ấy có mắt, bằng không thì sự nghiệp cả đời đã bị sụp đổ rồi. Bồi Hoa hậm hừ. Chúng tôi không công nhận tờ di chúc đó, có âm mưu trong ấy. Luật sư Mậu nhấn mạnh, nếu không công nhận, thì tại sao lại ký tên làm gì? Cậu Trung, cậu có vẻ hiểu biết nhiều, vậy tôi chỉ cậu nhé. Hay là cậu đến ty thuế vụ, xem hãng Định Khắc Nghị có trốn thuế không? Bồi Trung cười nhạt. Nếu ông muốn tội gì, tôi không đi xem xét cho biết chứ. Biết đâu chẳng nhờ giấu mà tìm ra ngựa được. Quay sang Bồi Hoa, Trung nói. Thôi về Hoa, xem như hôm nay mình phí mất một buổi tối vậy. Tiếc là lúc đầu ta hấp tấp quá, bằng không cũng nhờ một ông luật sư nghiên cứu di chúc trước, rồi mới ký sao. Luật sư Mậu cười khẩy. Chỉ sợ không một ông luật sư nào dám nhận giúp cậu chứ. Bồi Trung giận dữ. Thôi về, Hoa. Khoan, đứng lại. Tiếng ra lệnh của Vi. Nàng bước tới, chặn ngay trước mặt lối đi của Bồi Hoa và Bồi Trung. Hôm nay quý vị đến đây, là đến đúng lúc vào ngày đính hôn của tôi với anh Trần. Lúc xưa có thể vì tư cách tôi chưa có thể hầu chuyện với mấy người, nhưng hôm nay tôi đã là người trong gia đình này rồi, thì mấy người cũng nên nghe tôi nói một chút. Vũ Phi nhìn thẳng vào mắt hai ông anh chồng. Bồi Trung và Bồi Hoa có vẻ khó chịu, nhưng không làm sao khác hơn là đứng chịu trận. Từ lúc tôi đặt chân vào vườn mũi gió này, từ khi tôi nhận di sản của ông bố mấy người, tôi đã chịu không biết bao nhiêu sự nhục mạ, nói xấu của mấy người. Nhưng hôm nay thì khác, tôi phải nói thẳng cho mấy người biết. Hồi nào tới giờ tôi chưa hề làm một điều gì để xấu hổ với lương tâm tôi cả. Tôi lấy anh Trần với một tâm hồn thanh thản và trinh khiết. Tôi không có gì phải giấu giếm, không một thủ đoạn hèn hạ, tôi như thế đó. Còn mấy người có dám đối diện với lương tâm mấy người không? Đến đây chỉ để tranh gia tài. Hừ, anh Bồi Trung, anh có một công ty kiến trúc lớn, còn anh Bồi Hoa thì cũng có một hãng plastic, đâu phải nhỏ. Mấy người đều là triệu phú cả rồi, đều có tiền như nước, thế mà còn tham chi mấy món di sản này nữa chứ. Tại sao mấy người không nghĩ, hồi xưa, mấy người đã lấy tiền ở đâu để lập mấy cái hãng đó? Cha xử sự hậu hỷ như vậy với các người, thế mà mấy người vẫn không biết. Còn anh Trần, chỉ có một cái hãng sắp sụp đổ thôi, mấy người cũng đến tranh giành. Hôm nay tôi xác định một lần nữa, vườn mưa gió này là của tôi. Từ rài sắp lên, nếu mấy người đến đây viếng thăm với tư cách là anh của anh Trần, thì tôi sẽ lấy tình thân mà tiếp,
và sẵn sàng quên hết chuyện cũ. Bằng ngược lại đến đây làm ồn, tôi sẽ nhờ đến cảnh sát ngay, đừng trách. Bây giờ quý vị cứ tự tiện. Gian phòng bỗng chốc chìm trong yên lặng. Bồi Trung, Bồi Hoa ngơ ngác trước thái độ cứng rắn đột ngột của Vi. Họ không ngờ cô y tá ngày nào là chẳng xem ra gì, lại dám lớn lối với họ. Ông luật sư Mậu cũng ngạc nhiên không kém. Một lúc thật lâu mới nghe Bồi Trung giục Bồi Hoa. Thôi, ta đi. Khi tiếng xe nổ giòn bên ngoài cổng, Giang Hồng, Giang Phòng mới ồn ào trở lại. Lập Đức, Lập Quần, tò mò hỏi han, ông quản lý phải giải thích. Riêng Nhật Trần, chàng có vẻ xúc động mạnh, bước tới lai vai Vi. Vi, em hay quá. Luật sư Mậu đứng lên, nâng cao ly. Cô Vi, bây giờ tôi mới biết tại sao ông nghĩ là phục cô như vậy. Cạn ly mừng cô đây. Và luật sư Mậu cạn ly thật. Vũ Vi được mọi người trầm trồ, khiến đôi má nàng thêm hồng. Rượu lại được mang ra và mọi người tiếp tục cuộc vui. Gian phòng ấm và không còn bóng tối buồn phiền nữa. Lễ cưới cử hành giữa tháng 3. Tháng 3 là tháng đẹp nhất trong năm, nhất là ở vườn mưa gió. Mưa không còn, trời mát và cỏ cây bắt đầu đâm chồi nảy lọc. Rừng trúc nhuộm màu xanh ngát, vàng mồng tơi đỏ sậm trong khi những chậu hoa đổ quyên và lài thi nhau đua sắc. Buổi sáng thức dậy nghe chim hót líu lo, chiều đến ngắm những tơ rán giăng đầy trời nhuộm đỏ cảnh vật, tối thì có bóng trăng. Cảnh tối ở vườn mưa gió có cái tuyệt vời, huyền bí của nó. Những bóng cây lay nhẹ theo từng cơn gió thổi, mang hương hoa ập vào phòng. Đúng là mùa xuân, một mùa xuân đẹp và ấm cúng. Hôm lễ cử hành trong không khí vui nhộn nhưng không ồn ào, trang nghiêm nhưng không hoang phí. Trần và Vi chỉ mời 20 bàn thôi, và điều ngạc nhiên hơn cả là sự hiện diện của Bồi Trung và Bồi Hoa. Nhược Trần nhìn Vi nói, đời là vậy đó em à. Khi chúng ta thành công, kẻ thù sẽ sợ hãi, nhưng họ cũng sẽ đến nâng ta lên. Trong khi nếu ta thất bại, họ sẽ sẵn sàng giày lên xác ta với những bãi nước miếng. Vũ Vi phải khuyên, đừng nhìn đời bằng cặp mắt hận thù mãi anh. Nếu họ đến và muốn hòa, thì ta cứ tiếp tục vui vẻ. Dù sao, họ vẫn còn dòng máu giống anh trong người. Em lành lắm Vi à. Trần xúc động, nhưng em không sợ họ đến gần ta chỉ để âm mưu sao? Em không sợ những con kiến vàng, chỉ chờ ta sơ hở một tí là chui vào người, hút hết máu ta ư. Vũ Vi cười nhẹ, da thịt ta là đồng, là sắt, họ sẽ không làm sao chui vào được, anh à. Em tự tin lắm. Trần hôn nhẹ lên trán Vi. Em nói thế có nghĩa là em đã sẵn sàng làm hòa với họ rồi chứ? Vâng, vì dù sao, họ cũng là anh ruột của anh. Em quên hết những lời nhục mạ và kỳ thị của họ rồi à. Em biết anh sẽ không bao giờ quên. Vũ Vi nhìn chồng, em cũng là người, em cũng thế, có điều em nghĩ, trong cơn mưa gió vừa qua, chúng ta đã từng lẻ loi tranh đấu, chúng ta đã biết thế nào là đau khổ. Nhưng bây giờ thì ta đã được hạnh phúc, người muốn có hạnh phúc toàn vẹn là không nên căm thù, chẳng qua là vì nghĩ đến hạnh phúc riêng của chúng ta nên em mới tha cho họ đấy chứ. Họ đáng tha không? Vâng, họ rất đáng được hưởng ân huệ đó. Vì trong đời họ không hề biết yêu là gì. Nhược Trần xiết Vi vào người. Em thật là bà tiên huy, hiền diệu. Hôm lễ cử hành xong, Trần và Vi không tổ chức chuyến du ngoạn, hưởng tuần trăng mật, chỉ vì Vi cho rằng chẳng có nơi nào đẹp hơn vườn mưa gió cả. Trần cũng đồng ý như thế. Vả lại công việc ở hãng càng lúc càng bận rộn, nên cũng không làm sao rảnh rỗi để đi chơi xa. Trần chỉ nghỉ được một tuần, để cùng Vi vui đùa trong mái ấm. Buổi sáng thức dậy, họ đi ra vườn, nhặt những hạt sương đọng trên lá, hít lấy không khí trong lành đầu ngày và tắm dưới cơn nắng ấm mùa xuân. Buổi chiều, thả bộ trên con đường mòn với những sợi nắng chiều rơi rớt. Sương mù kéo đến phủ vây rừng trúc, cảnh đẹp như mộng. Đêm ngồi dưới rặng liễu, trăng treo vằng vặc trên cao, họ ôn lại dĩ vãng và những ước nguyện ngày nào. Đời sống lúc nào cũng ngập đầy ân tình, hạnh phúc. Có lần khi ôm Vi trong lòng, Trần đã nói, anh không thể tin định mệnh, nhưng bây giờ anh phải cảm ơn nó, vì nó đã mang em đến cho anh. Vi hồi tưởng lại chuyện cũ. Buổi trưa định mệnh ngày nào đã đưa nàng bước vào phòng bệnh của ông Nghị, cô y tá thứ 12. Rồi những đột biến kế tiếp đưa nàng đến hiện tại. Nghĩ đến ông Nghị, Vi lại nhớ đến bức thư, nàng thở dài. Trần ngạc nhiên, sao vậy? Làm gì thế? Em buồn quá.
em nghĩ chắc cha anh không thích chuyện hai đứa lấy nhau. Trần hỏi, đừng nghĩ đến nó nữa em à. Cha đã qua đời rồi, làm sao có ai xác định được ý nghĩa thực sự của bức thư? Nhưng anh nghĩ, dù cha có thế nào đi nữa, nhưng nếu người biết được chúng ta đang hạnh phúc thế này, chắc người phải sung sướng hơn. Có lẽ đó là sự thật. Vì hát mái tóc xõa dài ra sau vai, nàng cũng đẩy mất những phiền muộn ám ảnh. Thế rồi một buổi sáng, đột nhiên luật sư Mậu ghé thăm. Tôi có món quà cưới tặng hai người. Luật sư Mậu cười nói. Vũ Vi ngạc nhiên. Thật hả? Nhưng hôm trước luật sư có cho rồi mà. Nhưng món quà này không phải của tôi. Vậy thì của ai? Cha cậu Trần, ông Nghị. Hả? Trần và Vi cùng ngạc nhiên. Ông nói thế là thế nào? Luật sư Mậu yên lặng, lấy phong thư trong túi ra, với một chiếc chìa khóa, trao cho Trần với nụ cười. Cậu có nhớ trước ngày cha cậu mất không? Gần như ngày nào tôi cũng đến để thảo luận với ông ấy, và trước ngày ông Nghị mất một tháng, ông có trao lại cho tôi chiếc chìa khóa này, bảo bao giờ hai người lấy nhau sẽ cho hai người làm quà cưới. Vũ Vi tò mò, thế chiếc chìa khóa này để làm gì? Ở tại ngân hàng X có học tủ loại nặc danh. Học tủ này chỉ mở được khi có chiếc chìa khóa này cùng số mật mã riêng và chiếc chìa khóa đó là đây. Vũ Vi ngạc nhiên. Nhưng nếu trong trường hợp tôi và anh Trần không lấy nhau thì chiếc chìa khóa này thế nào? Riêng về thắc mắc đó, tôi nghĩ tốt nhất cô và cậu cứ đi mở tủ xem trước rồi tôi sẽ giải thích sao. Chuyện xảy ra thật bất ngờ. Vi và Trần không chịu được sự tò mò, nhảy nhanh lên xe ông Triệu. Sau cùng, họ cũng tìm ra học tủ. Vừa mở ra, vật đầu tiên đập vào mắt họ là một phong thư với nét bút của ông Nghị. Thân gửi, Nhược Trần, Vũ Vi. Nhược Trần nhìn Vi. Đấy, em còn nói cha không muốn hai đứa lấy nhau nữa không? Vũ Vi hấp tấp mở phong thư, không trả lời Trần. Trần và Vi hai con. Khi hai con đọc được thư này thì chắc chắn chúng bay đã thành đôi và Trần đã cứu vãn được sự suy sụp của hãng. Vì đó là hai điều kiện cần thiết để mở hộp tủ này, mà thiếu một trong hai là không được. Cha biết rằng thế nào hai đứa cũng thắc mắc nhiều lắm. Thắc mắc không hiểu cha có tán thành chuyện lấy nhau của hai đứa không? Vì trong thư gửi cho từng đứa một, cha đã ngụ ý không muốn hai đứa lấy nhau, phải không? Ha ha, chúng bày mắc kế ta rồi. Sự thật ngay từ lúc gặp, cha đã nghĩ ngay đến chuyện lập gia đình cho Trần. Và Trần chỉ có thể có hạnh phúc khi gặp Vi mà thôi. Đến lúc Vi kêu gọi được Trần trở về vườn mưa gió, rồi sau đấy chứng kiến những sự phát triển của tình cảm hai người, cha đã xác định được cái nhìn của cha là đúng. Nhưng cha sợ hai đứa sẽ không bao giờ lấy nhau, vì bản tính đứa nào cũng tự ái cao và nhạy cảm. Vì thế, sau nhiều ngày suy nghĩ, cha đã nghĩ đến mưu trên. Cha đem vườn mưa gió tặng cho Vũ Vi, nhưng buộc phải để Trần ở lại trong đó, tạo nên tình trạng bắt buộc mỗi ngày thấy nhau. Cha cũng biết tánh Trần cao ngạo, chưa hẳn chịu ở lại trong nhà của Vi, nhưng cha vẫn có biện pháp khác. Cha biết Trần không chịu thua ai hết, nên ngụy tạo tin tức là Vi đang yêu bác sĩ Ngô, cố tình kích thích bản tính hiếu thắng và ưa ghen ở Trần. Với Vi, cha cũng xin nói rõ, đàn ông trên đời này gần như người nào cũng thế, háo thắng, càng chiến thắng khó khăn càng thấy vinh quang. Vì thế cha đã khuyên con đừng nên để Trần nó chiến thắng một cách quá dễ dàng. Dù như thế tạo khổ cho cả hai đứa, nhưng tình yêu mà có cam go thì tình yêu mới tuyệt đích. Tuy kế hoạch của cha cũng có chỗ sai lầm, nhưng mong rằng hai con sẽ thông cảm cho. Nhược Trần là đứa thông minh, nhưng thuở nhỏ vì cha nuông chiều quá thành thử lúc lớn, thiếu đi bản tính trách nhiệm và trở thành phóng túng. Nếu Vi biết chăng, cha nghĩ thế nào, rồi ngựa khoang cũng phải thuần. Trần con, cha biết con là đứa hơn người, nhưng cha cũng quá sợ bản tính phóng túng của con, nên phải để lại số nợ 20 triệu cho con, bắt con phải gánh trách nhiệm. Nếu vì một lý do nào đó con bỏ rơi, thì chẳng bao giờ con mở được tủ sắt này. Vì tuy hãng Định Khắc Nghị có nợ đến 20 triệu, có đi vào tình trạng phá sản, nhưng cha vẫn còn tiền đầu tư ở ngoại quốc, do đó món nợ đó chẳng qua chỉ là một thử thách cho chỉ dành cho con thôi. Bây giờ thì con hiểu rõ tất cả rồi chứ. Cha tuy không được sống để nhìn hai con và sự chiến thắng vĩ đại của con, nhưng cha rất mãn nguyện mà nhắm mắt. Trong hộp bảo hiểm này có bản tồn ngân của ngân hàng X ở Thụy Sĩ, trị giá khoảng 50 triệu bạc Đài Loan. Đây là số tiền lời do việc đầu tư của cha ở nước ngoài mang lại. Bây giờ cho hết cho hai con.
chúng bay muốn dùng nó làm gì thì làm. Ha ha, Nhược Trần, con thấy không, di sản cha để lại cho con đâu phải chỉ có nợ không đâu. Dù sao, con cũng phải nhớ cha là một tay đại tư sản nữa chứ. Ngoài số tiền trên ra, cha còn một hộp nữ trang, trị giá bao nhiêu cha cũng không biết. Có điều, nó là tất cả những châu báu ngày xưa cha đã tặng cho Kiều gia mẹ con. Không ngờ mẹ con chẳng hưởng được, vậy thì cha để lại cho con dâu út của cha vậy. Nhược Trần, nếu con đã vì chuyện cũ ngày nào của mẹ con mà hận cha, thì bây giờ con hãy ráng mà giữ lấy mối tình của con với Vi. Cha tuy có lỗi với mẹ con, nhưng cha đã mang Vi về cho con, thì cha nghĩ lúc chết đi, cha đã không hổ thẹn khi gặp lại người xưa nơi suối vàng. Bây giờ thì chúng con đã có một số tiền ngoài ý muốn, mong rằng hai con sẽ sử dụng nó một cách xứng đáng, đừng chia lại cho Bồi Trung và Bồi Hoa. Mấy năm nay, nó tiêu lòn của cha mẹ nhiều lắm rồi, với số tiền mà nó đã lấy, nó tiêu suốt đời cũng chưa hết. Hãng định khắc nghị, nếu không có bàn tay chúng nhúng vào, cũng chưa hẳn đã mang nợ đến 20 triệu. Vì vậy, đừng vì nhận được di sản đột ngột này mà mang nặng mặc cảm phạm tội. Tiền bạc có thể giúp người thân bại danh liệt như thường, do đó để lại cho hai con còn hữu dụng hơn là để lại cho chúng. Thôi, thế là xong. Tất cả những điều cha cần làm, đã làm xong hết. Và khi các con đọc được thư này, thì chắc các con đã thực hiện xong những điều ta mong ước. Cha rất sung sướng và mãn nguyện khôn cùng. Trên con đường đời đầy chông gai và sỏi đá, cha đã đi hết quãng đời của cha. Bây giờ, vững, đừng sợ té. Vì trên đường dài, làm gì có ai chẳng phải té một lần, phải không? Sau cùng, cha mong rằng, sống trên đời dù khổ, hạnh phúc, đau thương hay lầm than gì đi nữa, các con cũng sẽ mãi mãi bên nhau. Vĩnh biệt các con. Nhược Trần và Vũ Vi đọc xong trang thư. Họ nhìn nhau với đôi mắt nhòa lệ. Em còn nghĩ là cha vẫn phản đối cuộc hôn nhân của chúng mình không? Trần hỏi vợ. Hết rồi. Cha thật chu đáo. Trần đưa tay vào trong, lấy hộp nữ trang ra. Trước mắt chàng những hạt ngọc lóng lánh, nhẫn, dây chuyền, trăm cài tóc, vòng xuyến, đầy cả một hộp. Trần lựa chiếc nhẫn đẹp nhất, có nạm hạt kim cương thật to, nâng tay Vi lên. Lấy chiếc nhẫn nhỏ ra đi. Anh cho em chiếc nhẫn to này, nhưng Vi rút tay ngay tay lại, lắc đầu. Không, em muốn giữ mãi chiếc nhẫn nhỏ này thôi. Nhược Trần yên lặng ngắm vợ. Em thế này mà làm sao anh chẳng yêu cho được. Vi ngã đầu vào lòng Trần. Hai người yên lặng với hạnh phúc. Một lúc Trần nói. Đột nhiên, chúng ta lại có được số tiền kết xù này. Bây giờ em tính sao? Vũ Vi cười thật tươi. Chúng ta cứ để tất cả những món này ở yên nơi đây để gặp luật sư Mậu xem ông ấy tính sao. Cả hai quay trở về nhà. Luật sư Mậu vẫn còn ngồi đợi. Nhìn khuôn mặt rực rỡ của đôi vợ chồng trẻ, ông cũng vui lây. Hai người đã xem hết rồi chứ? Bây giờ là triệu phú trẻ tuổi thật rồi đấy nhé. Vũ Vi thắc mắc. Thưa ông, thưa luật sư, trong trường hợp chúng tôi không lấy nhau hoặc hãng dệt bị phá sản, thì số tiền nữ trang trên sẽ về tay ai? Ông Mậu cười giải thích, theo lời ông nghĩ, thì nếu 3 năm sau mà một trong hai điều kiện kia vẫn không thực hiện hoàn hảo, thì số vàng bạc kia sẽ được trao tất cả cho những cơ sở từ thiện. Nhưng không ngờ, chưa đến 1 năm mà cả hai đều hoàn thành mỹ mãn, tôi rất sung sướng khi thấy rằng mình không phụ được niềm mơ ước của người bạn xưa. Trần cảm động nhìn luật sư Mậu yên lặng. Một lúc, luật sư hỏi, bây giờ các bạn định sử dụng món tiền đó ra sao? Vũ Vi lên tiếng, trước nhất là trao số tiền mà cha chúng tôi hứa cho ông Triệu và vợ chồng bà Lý. Đấy là số tiền nhỏ thôi, phần còn lại, theo tôi nghĩ thì nên... Nhược Trần chặn lại. Đừng nói, để anh. Nhưng luật sư Mậu chen vào, theo tôi thì... Vũ Vi cười, hay là thế này cho công bằng nhé. Chúng ta viết ý kiến của mình vào mỗi lá phiếu, nếu có 2 trong 3 lá giống nhau thì ta thi hành theo vậy. Kết quả 3 lá thăm khui ra, lá đầu tiên của Vũ Vi. Ngôi trường mà Lập Đức đã đề nghị, lá thứ 2 của Nhược Trần, cô nhi viện và trường học dành riêng cho trẻ con không phát triển bình thường. Và sau cùng là của luật sư Mậu, ngôi trường đề cập đến đêm đính hôn. Mọi người nhìn nhau rồi bất giác cười vang, luật sư Mậu nói, hay thật, 3 thăm đều giống nhau như thế này thì phải uống rượu mừng chứ. Nhược Trần lấy rượu ra ly và nói, chúng ta phải cạn nhau ly này mới được. Chàng rót cho Vi và luật sư Mậu xong,
nâng ly về phía ảnh ông Nghị trên bàn. Mời cha. Khuôn mặt ông Nghị trong ảnh hình như đang cười với hạnh phúc riêng của họ. Tối đến, luật sư Mậu đã cáo từ. Trần dìu Vi ra vườn. Đêm trăng thật sáng, mùi hoa ngạt ngào theo gió. Giữa rừng trúc La Đà, họ để lòng mình lắng xuống với hạnh phúc êm đềm. Dừng chân bên tượng thần Venus, Trần gọi. Vi. Dạ. Em còn có phiền muộn gì nữa không? Không, em chỉ lo thôi. Lo gì? Không hiểu em yêu anh nhiều đến cỡ nào. Trần cúi xuống, kéo Vi sát vào người chàng. Bóng trăng đã kết đôi họ lại thành một. Đêm vẫn đẹp và tình vẫn say.